Dự báo trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng như tần suất của hoạt động vận tải gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Do đó, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Nhằm đảm bảo cho người dân trên địa bàn thành phố được thuận tiện và an toàn trong quá trình di chuyển trong dịp lễ, chiều ngày 31 tháng 8, Công an thành phố Pleiku phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất nồng độ cồn, test nhanh chất ma túy đối với lái xe trong khu vực bến xe. Cụ thể, tại bến xe Đức Long Gia Lai, lực lượng chức năng của Công an thành phố Pleiku đã phối hợp tổ chức kiểm tra đột xuất nồng độ cồn, test nhanh chất ma túy đối với đội ngũ tài xế lái xe khách trước khi xuất bến. Qua kiểm tra nồng độ cồn 127 lái xe, test nhanh ma túy 77 tài xế trước khi điều khiển xe xuất bến, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 trường hợp tài xế lái xe vi phạm nồng độ cồn, không phát hiện trường hợp có kết quả dương tính đối với ma túy, đồng thời tiến hành tạm giữ 6 phương tiện xe ô tô và lập biên bản các trường hợp vi phạm theo quy định. Qua quá trình kiểm tra và test ma túy về cho anh em lái xe thì vấn đề này tôi rất là đồng tình. Và kiểm tra để cho tài xế anh em trên đường cho nó an toàn. Bên cạnh đó, trong dịp lễ 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Pleiku cũng triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, các đầu mối giao thông trọng điểm nối với quốc lộ. Tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ. Thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải, hành khách vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố đã chủ động nắm tình hình các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh vận tải mà hàng hóa, hành khách trên địa bàn thành phố, bao gồm cả các cái vận tải đưa đón học sinh, công nhân, từ đó là để tuyên truyền và tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm liên quan đến vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn thành phố. 100% các cái doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải đều được tuyên truyền, các lái xe cũng được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông. Qua đó là góp phần phòng ngừa và kiềm chế, làm giảm cái tai nạn giao thông. Để phục vụ nhu cầu du lịch vui chơi của nhân dân trong dịp lễ 2 tháng 9, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thị xã An Khê cũng đã lên phương án tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhiều tổ tuần tra kiểm soát được bố trí trên các tuyến đường nhằm phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp xe chở khách vi phạm các lỗi, chủ yếu như xe chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, chạy xe sai phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, điều khiển xe khi có nồng độ cồn. Đồng thời triển khai thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, tháng 9. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường, không được để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong ngày đầu đến trường. Nắm bắt tình hình tại các cổng trường học, việc chấp hành của học sinh, đặc biệt là việc giao xe của phụ huynh cho học sinh, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đối với dịp lễ Quốc khánh ngày 29, thì dự định là phương tiện và người tham gia giao thông tăng cao. Thì chúng tôi đã tham mưu đồng chí trưởng Công an thị xã là huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường thực hiện quyết liệt công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, xe ô tô vận tải container theo chỉ đạo của Bộ cũng như của Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời tập trung xử lý nghiêm các nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Đi đôi với đó là sẽ thực hiện chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối, nẹt bô, chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên địa bàn thị xã. Kết hợp với công tác trên đê giáo dục cá biệt đối với các đối tượng thường xuyên vi phạm pháp luật về giao thông. Vừa điều khiển xe anh vừa sử dụng điện thoại di động nhé, và trước mắt đó là chúng tôi thông báo anh hai loại đó.